Nhưng đã có những trường hợp đôi khi vì nhạy cảm quá bạn có thể đẩy đến cái trầm cảm luôn. Đây. Mình cũng là một minh chứng. Tại vì như thế này này, khi mà mình sinh con xong là mình bị cái trầm cảm sau sinh mà tự mình nhận thức được. Tại vì mình cảm thấy là tâm trạng mình nó lên xuống thất thường. Mình có những cái tại sao mình lại chán nản, tại sao mình lại có những cái cảm xúc mà nó rất là tiêu cực. Thì mình có lên mạng mình sợ. Thì mình biết rằng là mình trầm cảm sau sinh. Nhưng cái may mắn của mình là nó không quá nặng nề. Và tự dưng nó hết lúc nào mình không có biết. Đó, nhưng mà sau đấy thì mình lại rất dễ bị tái lại. Bị tái lại, tức là khi những cái nhạy cảm của mình ấy và nó kéo cái cảm xúc của mình tụt xuống rất là nhanh. Cái cảm xúc của mình nó thay đổi liên tục luôn. Ví dụ mình đang vui, đột nhiên thấy buồn phải không? Vì khi mà mình suy nghĩ đến một cái vấn đề mà nhạy cảm đó, nó buồn ngay lập tức, nó kéo tất cả xuống và nó làm cho mình không muốn làm gì cả. Và cũng như là tiến sĩ Nha vừa nói là buông bỏ, thì trong một lúc sau mình nghĩ là chứ thôi kệ đi, bỏ qua. Bây giờ mình cứ nghĩ đằng nào nó cũng thế, cái gì nó đến nó sẽ đến, hoặc là tất cả mọi cái nó là một đã là một cái sự sắp đặt rồi. Mình không thể nào mình cưỡng lại được, mà kệ đi. Thì ngay lúc đấy cái tâm trạng của mình nó lại vui lại liền, trong vòng mấy tiếng đồng hồ đấy. Nhưng mà sau đấy lại tiếp tục một cái suy nghĩ gì đó nó nhảy ngang qua, cũng vẫn là cái vấn đề đấy chẳng hạn. Nhưng mà nó khi mà mình phải đợi chờ một cái thời gian dài thì bắt đầu nó lại kéo mình xuống. Hiểu. Cái quy trình, cái cơ chế này đó bản thân như Quỳnh từng trải qua, nó không đến mức là trầm cảm, nhưng mà đúng là mình phải vật lộn với bản thân mình rất là nhiều. Và thực ra nói như Nia thì đúng là những tính cách sinh ra trên cuộc đời thì mình không thể chối bỏ được, nhưng uốn nắn là có thể được. Đúng. Nhưng mà khó nha. Khó ở chỗ là hồi nãy mọi người mới nghe mình nói cái đoạn buông bỏ thôi đúng không? Buông xong nó vẫn nhảy lên. Mình buông nhưng nó không rời, mình buông nhưng nó không rời thì làm sao? Như vậy thì nó sẽ tạm có một cái câu như thế này cho những cái trường hợp mà chúng ta thực sự lỡ là cái người bị mẫn cảm, dễ sinh ra những cái suy nghĩ và quan sát quá nhiều. Đó là cái câu mà bạn phải sống với một cái phong thái, đó là một cái trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Có nghĩa là cái trái tim nóng là cái mặc định rồi, là bạn là cái người mẫn cảm như vậy rồi. Cái đầu lạnh lúc này nó đòi hỏi cái khả năng sắp xếp và cái khả năng tổ chức cuộc sống của mình thực sự phải là một cái sự lý trí rất là lớn. Giống như Vương Anh nói đó, mình cũng đã có những giây phút mình nghĩ thôi coi kệ nó đi, mình buông nó. Và rõ ràng tại cái thời điểm đó là mình thấy mình có khỏe hơn thật, mình có nhẹ nhàng hơn thật. Nhưng nó phải được cụ thể và củng cố bằng hành động. Chứ nếu như bạn chỉ đơn giản là ngồi thôi, ngồi nghỉ hoài mệt quá thì không nghỉ nữa, chỉ được chắc 1 phút à, nhiều lắm là 10 phút. Rồi sau đó rồi làm gì nếu không có một hành vi thay thế? Cho nên cuối cùng thì phương thức vẫn là tập trung vào những cái hành động cụ thể và những cái hoạt động sống cụ thể. Ví dụ bạn cứ ngồi im vậy đó, bạn nói em buông nha, em không nghĩ nữa, thôi em cố không nghĩ. Đâu có được, bạn đâu có cắt được cái dòng suy nghĩ đó đâu. Đứng dậy đi tập thể dục đi. Đúng rồi. Đứng dậy đi nấu một món ăn đi. Cùng hẹn hò với ai để làm một cái gì đó cụ thể. Tất cả những cái điều đó nó phân tán cái cơ chế tập trung của não bộ để mình có thể chuyển di cái sự quan tâm của mình, thì cái sự buông bỏ đó mới thực sự là buông bỏ. Chứ còn nếu thôi em nghĩ hoài em mệt quá thêm không nghĩ nữa thì chẳng qua đó là cái sự nghỉ mệt giữa hiệp trong quá trình suy nghĩ của não bộ thôi. Sau đó bạn lại phải suy nghĩ. Như Quỳnh tin là Phương Anh chắc cũng có áp dụng cách này đúng không? Chắc chắn có áp dụng cách này. Thì thông thường là Phương Anh làm như thế nào? Ví dụ như là khi mà cái cảm xúc của mình nó không tốt ấy, thường là mình không muốn đi đâu và mình không muốn làm gì. Nhưng mà mình càng như vậy thì mình càng mệt mỏi. Mình thấy nó nặng nề và mình cố là mình dứt nó ra. Mình đi tập gym, mình đi uống cà phê, mình đi gặp những cái người mà có thể giúp mình về công việc, cùng bàn bạc về công việc của mình. Thì tự dưng cái lúc đấy là mình cảm thấy là cái năng lượng của mình nó trở lại và nó rất là rõ rệt. Nhưng mà mình chỉ có một cái vấn đề là một cái luồng năng lượng đấy nó rất là mạnh, nó đều mạnh. Đúng rồi, đúng rồi. Và nó cứ thay nhau như vậy và nó làm ra cho mình bị mệt mỏi.